xin một phong mà giờ đem được hai phong, nhưng mà có thể bị giấu không cho ăn là sợ lên đường. Hay đã vậy cho cái thân cái này thuyết minh không nói gì nè, nếu còn cái này là gói quà đặt hàng của chị Chính đem về giấu xài một mình không cho ai biết, gồm có kem đánh răng, xà bông, dớ. Tại cái nó đang nói rồi cậu. Sao? Hôm trước khi qua nó, con Thanh Anh nó về, mỗi năm nó về từ tháng 9 đến tháng 12. Nó dạy miễn phí anh Văn cho mấy cái đứa ở Đại học Tự nhiên 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 12. Còn khi qua nó điện thoại về nó nói cậu Út muốn gì con gửi về cho. Thì cũng xin giống y vậy, em nên răng xà bông với dớ. Thì tưởng ai về hai mẹ con nó, mỗi đứa ở, mẹ thì ở hướng đông, mẹ ở hướng tây thì con ở hướng đông, mà con Thanh Anh thì nó để nó mua, ai về mẹ nó mua rồi gửi bưu điện qua Thanh Anh, rồi Thanh Anh khi đem về đây á, 2 tháng sau mới xuống đây đưa, nó bận lo đi dạy. Thành ra bây giờ có kem với xà bông xài thoải mái được mấy tháng rồi. Nè bà Chính cho nè. Không. Này. Ở qua bà ngồi luôn đi. Biết không biết cái này không? Ngon lắm quá. Bà Chính cho bút nè. Nè, bút có cái này nè. Quá trời quà nè. Không biết cảm ơn bà Chính hả? Tại cảm ơn bà Chính. Cảm ơn cô Mười nữa nè. Rồi, ngồi kìa. Ôm chụp hình.
vô 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 cầm cười lên nha, không có mặt hình sự nha. Đó kìa, đó kìa, đó kìa. Cười lên nha, không có mặt hình sự à. Đó kìa, có 37 kìa. Và làm tắm nữa nha, ba nha. Cười tươi lên, cười nha, ra ra. Không có kiểu mấy chi. Ê, gì gì mà ngó trước, không ngó lên. Có cái nhà hàng ở đây ngon, ăn không kêu. Nhà hàng dưỡng hơn kìa. Ê, ngồi đi, cô chụp mấy tờ kia con. Rồi, chụp kiểu nha. Em chụp món đó. Ở đây, ngồi, cô chụp. Chụp món của mình con thôi. Đi theo cô Mười về Úc luôn. Theo cô Mười về Úc nha. Trường hợp ở xứ khác thì không nói, còn ở Úc á, cái cuối năm á
là học sinh nghỉ nè, công nhân viên nghỉ hết nè, cái người ta lợi dụng vậy cho người ta đi về Việt Nam, cho nên nó mới tăng nhé, đúng không? Chứ còn mấy nước kia đâu có. Mấy cái đĩa đâu có người đi con cho có hồ, đĩa này là tầm nguyên, nó là gì? Không, hồi đó chị đang quý trước, 2, 2, 3, cũng vẫn không có đủ, giờ mua lẻ nó dễ.